Phạm Văn Phú, tướng ngụy bại trận, viên tư lệnh cuối cùng ở Tây Nguyên. Quý vị thân mến, trong số tướng ngụy được cử lên Tây Nguyên làm tư lệnh quân đoàn vào quân khu 2, thì Phạm Văn Phú, tư lệnh cuối cùng của cái địa bàn rộng lớn phức tạp này có khá nhiều thăng trầm. Ông ta là người duy nhất mang lon thiếu tướng, các đời tiền nhiệm của ông Phú đều là trung tướng, từng là tù binh của bộ đội Việt Minh ở Điện Biên Phủ, có thời gian tại vị ít nhất ở Tây Nguyên, 5 tháng, nhưng lại gánh chịu kết cục bi thảm nhất, được Nguyễn Văn Thiệu cùng quan thầy đổ tội cho là đã để mất Tây Nguyên, dẫn đến sự suy sụp nhanh chóng của quân đội đánh thuê từng được cho là mạnh nhất Đông Nam Á này. Trong video này, mời quý vị cùng tìm hiểu quá trình tan rã của quân đội Việt Nam Cộng Hòa án ngữ ở Tây Nguyên và nỗi oan của Phạm Văn Phú khi bị Nguyễn Văn Thiệu xoay như trong chóng, rồi cuối cùng phải gánh hết tội lỗi, phải chết trong nỗi nhục cùng sự cay đắng của một thân phận làm tay sai cho ngoại bang đúng ngày cáo chung của chế độ Sài Gòn do Mỹ dựng lên. Phạm Văn Phú sinh năm 1929 tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Giữa năm 1953, ông Phú tốt nghiệp khóa 8 trường võ bị Liên quân Đà Lạt và tình nguyện vào phục vụ trong binh chủng nhảy dù của quân đội Liên hiệp Pháp. Sau Hiệp định Geneva, Phú phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1970, Phú được lên quân hàm thiếu tướng, giữ chức tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Những tưởng cuộc đời binh nghiệp cứ thế êm thấm, thì tới năm 1974, trong những toan tính chính trị để tạo phe cánh, Phó Tổng thống Trần Văn Hương và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã đề nghị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho Phú ra làm tư lệnh quân đoàn vào quân khu 2, thay thế tướng vua gái Nguyễn Văn Toàn. Đây chính là bước ngoặt định mệnh đối với tướng Phú. Trong buổi họp vào tháng 12 năm 1974, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng sự có mặt của các tướng tư lệnh chỉ huy 4 vùng chiến thuật, các cấp lãnh đạo liên quan về quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Thiệu đã phán đoán, trong năm 1975, Bắc Việt chưa đủ sức đánh lớn, khả năng của họ hiện nay chỉ cho phép đánh lớn hơn năm 1974, tức là nhỏ hơn 1968 và 1972, trong khuôn khổ mục tiêu giành thắng lợi để thúc ép chúng ta thực thi Hiệp định Ba Lê về Việt Nam. Địa bàn tiến công của họ trong năm 1975 sẽ là quân khu 3, chủ yếu là đánh lấy Tây Ninh làm thủ đô của chánh phủ cách mạng lâm thời. Thời gian tiến công trước hoặc sau Tết âm lịch, đến mùa mưa thì dừng lại. Để tỏ ra dân chủ, Thiệu ngỏ ý muốn biết ý kiến của Phú e ngại đứng lên. Thử đặt ngược lại vấn đề, nếu tai họa năm 1972 vẫn tái diễn, thì về mặt chiến lược, Cao Nguyên là địa bàn rất quan trọng với đối phương. Từ đây, có nhiều thế lợi để cơ động phát triển về phía Nam theo đường 14 hoặc xuống phía Đông theo các đường 19, 7 và 21. Nếu đánh Cao Nguyên, họ sẽ đánh vào đâu? Thiệu hỏi. Chắc chắn là họ sẽ đánh Pleiku. Mất Pleiku, Kon Tum thì Buôn Ma Thuột và toàn bộ Cao Nguyên sẽ mất luôn. Thiệu quay lại, đến trước bản đồ bố trí binh hỏa lực, đập tay vào những con số. Ông có 2 sư đoàn bộ binh, nhưng lại có 2 sư đoàn không quân với 138 máy bay chiến đấu. Có 382 khẩu pháo và 477 xe tăng và thiết giáp. Và lại muốn chiếm đánh Cao Nguyên, họ phải tính đến chuyện có chọc thủng được bức tường thép của tướng trưởng ở quân khu 1 hay không chứ. Trước khi trở về bản doanh ở Pleiku, Phú còn được Thiệu nhắc nhở riêng. Ý kiến của tôi là ý kiến của người Mỹ. Người Mỹ cho rằng trong năm tới, giỏi lắm đối phương cũng chỉ gặm được vài thị xã nhỏ như An Lộc, Gia Nghĩa. Họ chưa đủ sức nhai nổi các thị xã lớn như Tây Ninh, Buôn Ma Thuột, Pleiku. Vì tin người Mỹ nên Phú tin lời Thiệu. Và vì thế, về tới Pleiku, Phú tỏ ra khá chủ quan. Bắt đầu từ trung tuần tháng 1 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đã nhận ra một số động thái của quân giải phóng như gia tăng các trận đánh nhỏ lẻ ở Tây Nam thị xã Pleiku và xung quanh thị xã Kon Tum cùng các hoạt động chuẩn bị bất thường. Rồi thường xuyên pháo kích vào các mục tiêu ở thị xã Pleiku, Kon Tum và hoạt động mạnh ở đường 19 phía đông Pleiku. Với những dấu hiệu này, tướng Phú nắm chắc niềm tin rằng Cộng sản sẽ tấn công Kon Tum hoặc Pleiku, nơi đặt đại bản doanh của quân đoàn quân khu 2. Do đó, ông ta ra lệnh cho tư lệnh sư đoàn 23 chỉ để lại một trung đoàn 53 ở lại Buôn Ma Thuột, còn lại đưa toàn bộ sư đoàn lên phòng thủ Pleiku. Vào đầu tháng 2, tin tình báo của Việt Nam Cộng Hòa báo về, nhiều khả năng Cộng quân sẽ mở cao điểm tại Buôn Ma Thuột. Thì tướng Phú không để tâm cho lắm, ông ta gạt đi và nói Pleiku mới là cao điểm, còn Buôn Ma Thuột là mặt trận phụ mà Cộng quân muốn tạo thế trận nghi binh. Không những bỏ ngoài tai ý kiến của cơ quan tình báo quân đoàn, Phú còn điều các liên đoàn biệt động quân thiện chiến nhất về tăng cường cho Kon Tum, song song với đó là lệnh cho tư lệnh sư đoàn 23 đưa trung đoàn 45 xuống Chư C, cách Pleiku 30 km về phía nam để lùng sục truy tìm sư đoàn 320 quân giải phóng. Trong tác phẩm Nước mắt trước cơn mưa của Đại tá Việt Nam Cộng Hòa Lê Khắc Lý. Khi nói tới Nguyễn Văn Phú ở thời điểm quân giải phóng mở chiến dịch Tây Nguyên, có đoạn viết thế này.
về vụ tấn công Ban Mê Thuật. Chúng tôi biết chuyện ấy sẽ xảy ra. Tuy không biết đích xác lúc nào và lực lượng cộng sản có bao nhiêu, nhưng chúng tôi biết chuyện ấy sẽ đến. Đại tá Trịnh Tiếu, sĩ quan tình báo của tôi, lúc ấy đã thảo luận với tôi về sự kiện một sư đoàn Bắc Việt có mặt tại vùng cao nguyên đang di chuyển. Họ sẽ tấn công một địa điểm nào đó. Nhưng khi báo cáo với tướng Phú, ông ta cho rằng họ sẽ tấn công Kon Tum hay Pleiku. Ông đã tập trung quân lực để phòng vệ những vùng này. Ông Tất, chỉ huy biệt động quân vùng 2, bạn đồng khóa với tôi, là người trách nhiệm phòng thủ Kon Tum và Pleiku. Kon Tum rất dễ tấn công, còn Pleiku là căn cứ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Tấn công những địa điểm này sẽ là một chiến dịch tuyên truyền chính trị thuận lợi cho quân giải phóng. Tuy nhiên, sĩ quan tình báo của tôi và cá nhân tôi hoài nghi giả thuyết này. Nếu quân giải phóng muốn tuyên truyền, họ sẽ tấn công vào các tòa hành chính tỉnh. Nếu đánh Pleiku, họ không thể tấn công toàn tỉnh. Và nếu họ tấn công chúng tôi, là sẽ có ngay các lực lượng tăng cường đến từ Sài Gòn. Vì thế, chúng tôi đặt Ban Mê Thuật lên hàng đầu, bảng liệt kê các mục tiêu mà cộng quân có thể tấn công tại vùng 2. Nhưng khi tướng Phú quan sát Ban Mê Thuật, ông ta vẫn cho rằng Ban Mê Thuật có thể giữ được nếu bị tấn công. Ông tin địch quân không thể vào được tỉnh. Phần tôi không thấy có đặc công ở đấy. Còn chiến gia Bắc Việt đối với chúng tôi không quá quan trọng. Vì lẽ chúng tôi có không quân, Bắc Việt thì không. Thời điểm này Nguyễn Văn Thiệu nắm được tin tình báo phát hiện có sự di chuyển của quân giải phóng ở phía Tây và Đông Buôn Ma Thuật. Và trưa ngày mùng 1 Tết tại Trung đoàn 44 đang phòng thủ Pleiku, Thiệu đã chỉ thị cho tướng Phú. Cho toàn bộ sư đoàn 23 về Buôn Ma Thuật, tăng cường thêm một chi đoàn xe tăng M48. Ngoài ra tôi sẽ tăng cường cho anh thêm một liên đoàn biệt động quân để làm lực lượng dự bị. Tuy nhiên, những ngày sau đó Việt Nam Cộng Hòa lại thấy mất phương hướng dần khi mà quân giải phóng liên tục tổ chức tiến công chiếm đánh các vị trí phòng ngự ở Tây Nam Pleiku và quanh thị xã Kon Tum. Đang lúng túng vì chưa tìm được dấu vết gì của sư đoàn 320 lại bị đánh mạnh ở hướng Bắc. Phạm Văn Phú phớt lờ lệnh của Thiệu, bốc ngay trung đoàn 45 từ Chư C về Thanh An để bảo vệ Pleiku. Nhưng điều Phú không ngờ thì lại diễn ra. Vào 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, Phú thức dậy trong nỗi kinh hoàng, bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời ông ta. Buôn Ma Thuột bị quân giải phóng tấn công. Và chỉ trong vòng 32 tiếng sau đó, khi gã còn đang la hét điều binh khiển tướng thì tiếp tục nhận thêm tin sét đánh. Quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn thị xã này vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 3. Liên tiếp các tin dữ đổ ập xuống đầu, chưa kịp hoàn hồn thì tướng Phú lại nhận được bức điện oái âm của Thiệu. Phải giữ Buôn Ma Thuột đến cùng, trách nhiệm chỉ huy thống nhất cả mặt trận này do tư lệnh sư đoàn 23 đảm trách. Nội dung bức điện này chính là lời khiển trách và cảnh cáo sẽ cách chức tư lệnh quân đoàn và quân khu của Phú. Sau 2 ngày dốc hết chút binh tàn vào đợt phản kích cuối cùng, Phú nhận về kết quả thảm bại. Hai trung đoàn 44 và 45 thuộc sư đoàn 23 và liên đoàn 21 biệt động quân được ném xuống phía đông Buôn Ma Thuột đã bị diệt gọn. Tình hình quá bi đát rồi. Thiệu lập tức triệu tập tướng Phú về Cam Ranh để họp. Trong cuộc họp đặc biệt này, Phú đã vạch rõ cộng sản rất mạnh chứ không yếu như Hoa Kỳ và Tổng thống nói đâu. Tôi sẽ ở lại Pleiku và hy vọng sẽ giữ được nó trong vòng 1 tháng với điều kiện Tổng thống và tướng Viên phải bảo đảm yểm trợ hỏa lực không quân tối đa và bổ sung quân số cho tôi như cũ. Thiệu vờ trao đổi với Viên về khả năng đáp ứng yêu cầu của Phú rồi đi đến kết luận. Ta đành bỏ Kon Tum Pleiku, bảo toàn lực lượng về giữ đồng bằng ven biển, tiếp tế thuận lợi hơn. Sau đó cũng thống nhất là chọn con đường số 7 để triệt thoái. Trước khi bay về Sài Gòn, Thiệu còn dặn Phú, không cần thông báo cho các tỉnh trưởng, cứ để họ tiếp tục chống giữ để nghi binh. Khi rút xong, ai biết thì biết, địa phương quân là người thượng thì trả chúng về với cao nguyên. Cũng trong hồi ký của Lê Khắc Lý, ông ta kể, sau khi gặp Tổng thống, đêm ấy ông Phú trở về triệu tập một cuộc họp tại Pleiku. Hiện diện trong buổi họp gồm có tướng Phú, tướng Cẩm, Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 60 quân, ông Tất và tôi. Vừa bước vào phòng, điều đầu tiên ông Phú nói là ông đã được ông Thiệu chấp thuận thăng chức cho ông Tất. Ông gắn sao cho ông Tất, chúng tôi vỗ tay, xong ông loan báo, chúng ta sẽ triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum. Nghe ông nói như vậy, tôi mở mắt thật lớn. Tôi nghĩ có lẽ mình nghe không rõ, nhưng ông giải thích. Chúng ta rút lui chiến thuật để tái phối trí chiếm lại Ban Mê Thuột. Ông Cẩm, ông Sang, ông Tất và tôi đều ngồi sững. Chúng tôi véo nhau. Tôi tự nghĩ, cần phải hỏi xem chúng tôi sẽ triệt thoái cách nào. Tôi lên tiếng hỏi, ông Phú đáp, quý ông sẽ sử dụng đường 7B. Phản ứng tức khắc của tôi là bảo, thưa thiếu tướng, không thể được. Ông Phú bảo, Tổng thống đã quyết định, chúng ta không có sự lựa chọn,
bởi vì chúng ta cần đạt yếu tố bất ngờ với địch quân. Tôi nói, thưa thiếu tướng, tôi sống khá lâu ở đây, tôi biết rất rõ vùng này. Đường 7B đã bỏ phế từ lâu. Lực lượng đặc biệt Mỹ, lực lượng đặc biệt Việt Nam và cả địch quân đều đã hành quân trong khu vực ấy. Họ đã gài mìn khắp nơi. Nếu phải triệt thoái với các quân cụ, quân dụng nặng nề, trước tiên phải khai quang mìn trên đường. Nay ai còn có thể biết mìn đặt ở chỗ nào? Rồi lại phải sửa đường, làm gì có thời gian sửa chữa? Ngoài ra chúng ta quyết định triệt thoái là mọi người sẽ biết, chẳng có gì bất ngờ nữa. Xin đề nghị thiếu tướng, nếu phải triệt thoái hãy sử dụng quốc lộ 19 mà đi thẳng, sẽ phải chấp nhận một số tổn thất, nhưng như thế chúng ta mới có thể qua được. Tướng Phú bảo, không, tất cả quyết định rồi, quý ông không lựa chọn gì nữa. Sáng mai tôi bay đi Nha Trang, quý ông sẽ có 3 ngày để lo triệt thoái. Tôi bảo, thưa thiếu tướng làm sao được, chúng ta có bao nhiêu binh sĩ, bao nhiêu là đồ tiếp liệu và quân cụ, phải ít nhất 3 tuần lễ chúng tôi mới hoạch định nổi. Ông ấy bảo, tất cả những điều ấy cũng đã quyết định xong. Tướng Cẩm và tôi bèn hỏi, thế còn địa phương quân, nghĩa quân và các nhân viên hành chính xã, tỉnh và dân chúng thì sao? Tướng Phu nói, quý ông đừng phải lo gì cho họ cả, quên đi. Tôi hỏi ông ấy, đã nói chuyện với người Mỹ, các nhân viên trung ương tình báo và văn phòng tùy viên quân sự của Hoa Kỳ trong vùng chưa? Và tôi không bao giờ quên điều này. Ông nhìn thẳng vào tôi mà bảo, hãy quên bọn Mỹ đi, đừng nói gì với người Mỹ cả. Đó là đích xác những lời ông ấy nói. Tôi rất xấu hổ mà kể cho quý vị nghe sự thực đã xảy ra ở Pleiku như vậy. Tôi không tin nổi chuyện ấy. Tướng Phu đã dự định bỏ rơi cả những người Mỹ, không báo động cho họ biết về cuộc rút quân này. Lệnh thực ra là từ Tổng thống Thiệu. Tất cả những gì Tướng Phu nói với tôi, ông ấy bảo đều do ông Thiệu nói. Và sau đó như quý vị cũng đã biết về bi kịch vô cùng thảm hại của cuộc rút quân dọc đường số 7 của Việt Nam Cộng Hòa. Quân đoàn 2 đã bị quân giải phóng đánh cho tan tành mây khói, Phó Tư lệnh Trần Văn Cẩm thì bị bắt sống ở Tuy Hòa. Tướng Phú từ Nha Trang rút chạy về Phan Rang lúc trưa ngày 1 tháng 4, rồi về Phan Thiết vào ngày hôm sau. Tại đây, gã được lệnh bàn giao phần lãnh thổ còn lại của quân khu 2 là Ninh Thuận, Bình Thuận vào quân khu 3 cho gã vua gái Nguyễn Văn Toàn vừa được cử về chỉ huy nhằm phòng thủ Sài Gòn từ xa. Như vậy là toàn bộ quân khu 2 của Phú đã bị xóa sổ trên bản đồ. Và điều đó có nghĩa là Thiệu đã chính thức cách chức Phú. Cái quyết định phũ phàng đó cũng vạch rõ, ông Phú không còn chức, còn đất, còn quân, còn quyền, còn danh vọng, còn những gì gã đã xây dựng cho mình suốt hơn 20 năm qua. Quá uất ức, dường như áp lực và sự chịu đựng đã lên tới giới hạn. Tướng Phú rút súng ngắn định tự sát, nhưng được một thuộc hạ đứng bên ngăn kịp. Về lại Sài Gòn, tướng Phú đổ bệnh phải nằm bẹp trong Tổng Y viện Cộng Hòa. Bao nhiêu áp lực, suy sụp, khủng hoảng tinh thần trong thời gian qua có thể nói là quá nặng nề, nó đã chạm tới ngưỡng giới hạn chịu đựng của một con người. Đỉnh điểm của tấn bi kịch này có lẽ là vào tối 14 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu lên đài truyền hình, phát biểu, dọn đường dư luận, chuẩn bị cho việc từ nhiệm của mình đã nói. Thảm trạng của đất nước hiện nay là do các tướng đã hèn nhát bỏ chạy để mất cao nguyên. Trong hồi ký của Lê Khắc Lý thì viết, khi tôi tới Sài Gòn thì tướng Phú đã ở đấy rồi. Tôi về nhà, hôm sau tôi vẫn đi làm. Một lần nữa tôi cố liên lạc với tướng Phú để xem phải làm gì. Câu đầu tiên ông ấy bảo tôi là, Lý ơi, chúng ta bị phản bội rồi. Tôi hỏi, bởi ai vậy? Ông ta nói, bởi Thiệu. Thiệu đã cho chúng ta vào bẫy. Ông ta đã đẩy mọi chuyện cho chúng ta. Ông ta bảo tất cả lỗi của chúng ta. Chính ông ấy đã ra lệnh cho chúng ta rút quân. Bây giờ ông ấy lại tuyên bố mọi sự đều do lỗi của chúng ta cả. Tôi đến thăm tướng Phú và tướng trưởng, tư lệnh vùng 1, bấy giờ đang ở trong bệnh viện. Tướng trưởng ôm lấy tôi mà khóc, ông ấy bảo, Lý ơi, chúng ta mất hết rồi. Nhục nhã hơn, vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, tướng Phú còn bị trung tướng Trần Văn Đôn mới nhậm chức Tổng trưởng Quốc phòng trong nội các của Dương Văn Minh ra lệnh tống giam vì không dám hy sinh chiến đấu và bỏ chạy trước quân địch. Nhưng cái lệnh đó không thực hiện được vì chính Trần Văn Đôn ngày hôm sau cũng đào tẩu ra nước ngoài. Sáng ngày 29 tháng 4, tại ngôi nhà riêng ở đường Gia Long, chờ cho vợ con rời ra sân bay Tân Sơn Nhất tìm cách di tản, ông Phú đã uống một liều độc dược cực mạnh để giải thoát cho sự bế tắc không lối thoát của mình. Khi vợ con biết tin trở về thì đã muộn, vội nhờ người đưa Phú vào bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày đêm mê man bất tỉnh, vào trưa ngày 30 tháng 4, đúng lúc quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, thì ông Phú tắt thở